Đã nhiều năm trải nghiệm sử dụng các loại giấy vệ sinh, giấy ăn chất lượng cao của công ty trách nhiệm hữu hạn giấy Milan, nên mỗi khi đến siêu thị quen mua hàng, chị Nguyễn Ánh Ngọc biết chính xác khu vực bày hàng của thương hiệu này và nhanh chóng chọn các sản phẩm tốt nhất cho gia đình mình. Biết đến thương hiệu của Milan rất là lâu rồi và mua để dùng cho gia đình, dùng cho các hoạt động sinh hoạt của gia đình như là giấy vệ sinh hay là giấy ăn. Cảm nhận của tôi về giấy Milan là rất là dai và dùng rất là thích. Giấy rút thì có thể là mình có thể treo ở nhà bếp hoặc là treo ở trong nhà vệ sinh, rất là tiện lợi. Ví dụ mình có thể lau tay hoặc là dùng để dụ mà mang đi đâu đó thì các con có thể sử dụng rút rất là dễ, hơn là để nhờ bố mẹ sẽ bậc phụ huynh để có thể lấy cho con giấy. Thì cái này là nó là dòng giấy rút để rất là tiện lợi, mang đi đâu cũng được. Nói chung là treo trong rất là phù hợp cho các gia đình. Chị Nguyễn Thị Phương cũng là một fan ruột của giấy rút đáy đa năng Milan. Điều khiến chị hài lòng ở sản phẩm này là tính tiện dụng, linh hoạt cao, là trợ thủ đắc lực cho việc làm sạch. Đặc biệt, giấy làm từ nguyên liệu thiên nhiên, thân thiện với môi trường. Sợi giấy mềm, dai, khả năng thấm hút tốt, không để lại bụi mịn sau khi sử dụng, rất an toàn lành tính cho cả làn da em bé. Gia đình em cũng sử dụng nhiều sản phẩm bên Milan như là giấy vệ sinh, giấy ăn. Có gần đây thì mới ra lại giấy rút đáy của bên Milan. Thì khi dùng sản phẩm giấy Milan thì em cảm thấy nó dài, chắc chắn với cả không có bụi mịn, rất thích hợp dùng cho trẻ con. Thi thoảng thì bên Milan cũng khuyến mãi nhiều kiểu giảm giá sâu ấy, thì em cũng mua được với giá rẻ hơn và sử dụng được nhiều chương trình bên, tiết kiệm được nhiều chi phí cho gia đình. Giấy rút đáy đa năng Milan là một sản phẩm thông minh và tiện lợi cho việc sử dụng hàng ngày trong các gia đình, công sở, khách sạn, nhà hàng. Hiện nay, sản phẩm đã có mặt trên các sàn thương mại điện tử, hệ thống cửa hàng, siêu thị lớn trên toàn quốc và được thị trường ghi nhận, đánh giá cao. Siêu thị chúng tôi cũng đã kinh doanh được đi vào vận hành được hơn 4 năm. Trong đó thì cũng có nhiều bán nhiều sản phẩm giấy. Trong đó thì giấy Milan thì chúng tôi cũng tin tưởng nhập hàng về để kinh doanh. Trong các loại giấy Milan thì chúng tôi đang có bán giấy vệ sinh Alibaba, dùng khách hàng phản hồi rất là tốt, rất dai. Và có giấy rút, giấy ăn. Giấy rút thì mọi người dùng nó có phản hồi là rất là tốt, dai, treo được tất cả các cái góc cạnh ở trong bếp, trong nhà ăn. Từ khi nhập hàng Milan về thì bán chúng tôi nhận thấy là cái mức doanh thu nó cũng tăng lên, chiếm cũng khoảng độ 50%. 5% trong phần kinh doanh ở trong cửa hàng. Giấy rút đa năng đã được sử dụng phổ biến tại nhiều nước phát triển. Tuy nhiên ở Việt Nam, đây là sản phẩm còn khá mới mẻ. Mang trên mình sứ mệnh nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt, công ty trách nhiệm hữu hạn giấy Milan luôn là đơn vị tiên phong đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại nhất, đón đầu xu hướng để nâng cấp, phát triển thêm nhiều sản phẩm mới. Trong đó, giấy rút đáy đa năng chỉ là một trong số hàng chục chủng loại sản phẩm với khoảng 150 mã hàng khác nhau. Các sản phẩm truyền thống của Milan thì như sản phẩm giấy ăn và giấy vệ sinh thì hiện tại bây giờ thì không phải chỉ có Milan mà rất nhiều các đơn vị cùng tham gia trong cái lĩnh vực sản xuất giấy ăn và giấy Milan và giấy vệ sinh. Thế nhưng có một cái điều rằng là các cái công nghệ, đây là một cái lợi thế của Milan là tôi lại là những người mà chuyên chuyển giao công nghệ ngành giấy. Nên những cái công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất thì ta đang áp dụng cho nhà máy Milan. Thế chính vì vậy mà tất cả các cái sản phẩm của Milan sản xuất ra, giá thành nó sẽ triệt tiêu được những vấn đề hao hụt không cần thiết, dẫn đến cái giá thành nó vừa phải, phù hợp với túi tiền với đại đa số người tiêu dùng. Hiện tại bây giờ thì chúng tôi vẫn là phụ phục trong cái thị trường trong nước là chính. Xuất khẩu của chúng tôi hiện tại bây giờ thì nó chiếm sản lượng, nó chiếm khoảng độ 30% gì đó. Chúng tôi cũng có xuất khẩu đi một số nước như là Mỹ, như là Hàn Quốc, như là Nhật, rồi sang cả Thái Lan, và rồi chúng tôi xuất cả Campuchia. Đằng sau sản phẩm giấy rút đáy đa năng được đánh giá chất lượng cao, an toàn và tiện dụng là một quá trình tìm tòi, nghiên cứu, cải tiến quy trình sản xuất với sự chăm chỉ, tâm huyết và sáng tạo của doanh nghiệp. Milan cam kết chỉ nhập khẩu nguyên liệu giấy cuộn từ nước ngoài, luôn đảm bảo sử dụng giấy loại 1, chất lượng tốt nhất cho sản phẩm cuối cùng. Dập khuôn nổi 3D. Giấy được đưa vào dây chuyền sản xuất, sản phẩm trải qua quá trình dập khuôn nổi 3D, tạo nên bề mặt độc đáo và thẩm mỹ.
gấp và đếm tự động. Thông qua hệ thống băng tải, giấy được chuyển đến khu vực xử lý. Tại đây, giấy được đưa vào hệ thống cắt, gấp và đếm số tờ theo đúng quy cách và yêu cầu của từng loại sản phẩm. Đóng gói sản phẩm. Sản phẩm tiếp tục di chuyển trên băng tải đến máy đóng gói. Máy đóng gói thực hiện việc bọc bao bì cho từng sản phẩm riêng lẻ. Sau khi đóng gói, sản phẩm được chuyển qua máy đóng thùng thông qua hệ thống băng tải. Dán băng dính tự động. Các thùng sản phẩm tiếp tục di chuyển trên băng tải đến máy dán băng dính tự động. Quá trình này hoàn tất việc đóng gói, đảm bảo an toàn cho sản phẩm trong quá trình vận chuyển và lưu trữ. Sản phẩm sau khi hoàn thiện được xếp gọn gàng liệt kệ, cuối cùng chuyển về kho thành phẩm, sẵn sàng cho việc phân phối đến khách hàng. Toàn bộ quy trình sản xuất giấy rút đáy đa năng được áp dụng công nghệ tự động, có các cán bộ kỹ thuật và kiểm soát chất lượng theo sát từng công đoạn, không chỉ giúp Milan tối ưu hóa hiệu quả sản xuất mà còn đảm bảo tính nhất quán về chất lượng sản phẩm. Trước đây là những cái máy móc là nó chưa hiện đại, nó chưa tự động hóa thì là mình phải sử dụng nhiều nhân công, như chẳng hạn là lao động phổ thông là mình sẽ đóng gói bằng tay, nhưng mà hiện tại bây giờ là nhập những cái dây chuyền máy móc là tự động hóa về là mình sẽ không phải dùng tay mình làm nữa, toàn bộ là máy móc sẽ làm hết. Đấy, cho nên là cái chất lượng sản phẩm ra nó sẽ đảm bảo hơn. Cái dây chuyền này trước là mình đóng gói bằng tay ấy, thì là sản lượng một ngày chỉ đạt khoảng độ 300 thùng trên một ngày thôi. Thì như sau khi nhập thì dây chuyền máy móc tự động hóa này về thì có thể đạt trên hơn 1.000 thùng trên một ngày. Khi mà ra được những gói hàng như thế này, công ty chúng tôi sẽ phải sàng lọc rất là kỹ, từ khâu bên giấy đến những cái quy trình cứ lần lượt theo thứ tự, và mình sẽ phải làm sao để chọn ra một gói hàng sẽ là vuông vắn này, là cái mẫu mã hình rất là đẹp này. Cái thứ hai là cân nặng này, và cái thứ ba là tiêu chuẩn của công ty là gói hàng nào cũng phải đạt tiêu chuẩn. Bởi vì là khi được một gói hàng đến tay khách hàng, nó phải đảm bảo về hình thức, mẫu mã, về cân nặng, và để cho những gói hàng đến tay khách hàng nó sẽ là một cái gói hàng đẹp nhất, tiêu chuẩn. Trung thành với tôn chỉ, sản phẩm thật lan tỏa giá trị thật. Sự tận tâm tử tế cùng tư duy năng động nhạy bén trong kinh doanh đã giúp Milan không những trụ vững sau đại dịch Covid-19 mà còn liên tục mở rộng quy mô, phát triển khách hàng, thị trường mới, tạo bàn đạp vững chắc để doanh nghiệp tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ, trở thành thương hiệu hàng đầu của ngành giấy Việt Nam. Đến đây thì thời lượng của chương trình Phát triển sản phẩm chủ lực đã hết. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.